cái chim được kịp nó mà chứ đâu là thơ đen đen rất miết rồi đó ra cái ghế nữa để dành như có ố này cũng cổ à, cổ tim luôn, cái này cũng cổ tim luôn không hà ra ráng mà thấy không hai gì đậu cổ ra thấy thời gian nào mà kể đi quần quần quá này bồng của nó mà mảo đi có gì đâu còn nãy chị thấy tí đồng hồ y á có ai mấy bữa trừ like làm sao không cố chạy chi cũng có sự cố chứ sự cố thầy má biết bữa thầy là tự lo trước đi chứ thì quàng mà đến giờ là cái bò mò 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 lại cái điện thoại mới rút chứ không là đi đều sự cố à y hệt coi mình biết lắm hai có nhiều thứ là mình thấy là mười là nhà chị cũng mẹ cũng vậy ơi biết có sự cố thật mấy đời cũng biết chứ mấy đời công tác cũng biết là biết tàu đấy sẽ dừa mà ờ biết lâu lâu có sự cố lần cái thông minh anh giờ chiều cũng chuẩn bị lay tát thì 10 giờ sáng mà chuẩn bị không chuẩn bị đi chuẩn bị vô lẹ đi chứ đừng nghĩ cho nó thật tạc mày quá mất thời gian biết là sự cố là em đón lường trước được mà mới nói là hay quá nhưng mà xanh lên màu xanh đi lên hình đẹp thì đây, đỏ mặt xanh tải hơn mà đỏ hơn mà đỏ nhiều à mặt trời mà xanh tải hơn nhiều đỏ nhiều à. Hello mấy chị yêu vào sang áo len thịt kim 29k nè. Hôm nay sale đồng giá đầu livestream 29k luôn nha mấy chị nha. Có cái tay bẻ xuống. Sale đồng giá 29k đầu livestream nè mấy chị thấy xinh chưa, dễ thương chưa? Đó, đầm đẹp áo len này em có hai màu nha. À, em có bốn màu luôn. À màu đỏ đô, màu xanh. Đó, đậu nhỏ chia sẻ cho chị xem cái view của đậu nhỏ đi. Nhớ vô đó. À, đỏ đô nè, xanh nè. À, xám này đen nha mấy chị nha. Sale đồng giá 29k trong 10 phút đào la ngày hôm nay thôi. Ở đồng giá 29k luôn nha mấy chị nha. Ai lấy màu nào thì comment cho em nè. 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em nè. 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em nè. Đó thấy đồ nhỏ chưa? 29k kèm màu kèm số điện thoại giúp em ha. 10 phút đào la hôm nay em sale với giá chỉ có 29k thôi nha. 10 phút đào la ngày hôm nay sale với giá 29k thôi mấy chị nha. Ai chốt hàng thì nhanh tay chốt giúp em nha. Đầm len dệt kim siêu đẹp luôn mấy chị, xem cái chất len bên em này đó, chỗ này nó phối carrero cực xinh luôn. Bao nhiêu ký mà cũng vừa hết nha, em có đủ size đủ số hết nha mấy chị nha. 29k thôi. 29k thôi, có bốn màu, màu đỏ đô, màu xanh, màu xám và màu đen nha. Đó, ai thích thì chốt ngay giúp em nè, ai thích thì chốt ngay cho em nha. 29k kèm màu kèm số hỏi giúp em nè mấy chị ơi. 29k kèm màu kèm số hỏi cho em nè. 29k kèm màu kèm số hỏi cho em nè. Có bị chẹn bình luận người lạ không? Mới người xem thấy ai không mình ta. Đó, 29k kèm màu kèm số hỏi cho em nè. 29k kèm màu kèm số hỏi cho em. Quá xinh luôn. Em chỉ sale trong 10 phút đào la ngày hôm nay thôi. Mấy chị nhanh tay chốt hàng đi ạ. Ở đầm áo len về kim nè, mùa lạnh rồi mấy chị ơi, mua áo len về mặc nha, đông năm nay lạnh lắm luôn á. Ở áo len dệt kim này, chỗ này phối caro rất là đẹp luôn. Đó, cột hai cái nơ như thế này rất là dễ thương luôn nha. Mau em đang mặc đó, chị xem mấy chị xem cái like của nó này dễ thương chưa. Phía trước là like bào, phía sau là like vuông nha. Em sale 29k thì em chỉ sale trong 10 phút đầu like thôi. Nếu mấy chị nhanh tay chốt hàng giúp em nè. Đó, ai lấy mẫu này thì comment cho em đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em, hoặc là đỏ đô xanh kèm số điện thoại cho em, hoặc là xám kèm số điện thoại cho em, xám 29k kèm số điện thoại cho em, hoặc là màu đen 29k kèm số điện thoại cho em ha. Nhớ chia sẻ cho một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm để em tiến hành chốt mấy chị ơi. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm để em tiến hành chốt áo 29k mấy chị nha, xinh chưa? Đó, có bốn màu luôn, đen, nâu vàng. Có bốn màu luôn, đỏ đô, màu xanh, màu xám, đỏ đô, màu xanh, màu xám và màu đen nha. Đó, đỏ đô mà chị xem chị lấy cái Facebook nào mà không có cái bọn của Huỳnh Minh Thư vô xem nữa. Huỳnh Minh Thư có chạm mình bị loại không? Đó, shop ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam chị ơi, có ship code trên 63 tỉnh thành luôn nha chị yêu nha, em ship code toàn quốc luôn nè.
đó, ai lấy màu xanh thì ai lấy đỏ đô thì comment cho em. Đỏ đô 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em nè, hoặc là xanh 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Em sale 29k thì em sale trong 10 phút đầu live thôi, nên mấy chị nhanh tay chốt hàng cho em nha mấy chị nha. Em sale trong 10 phút đầu live thôi nha mấy chị nha. Đó đẹp chưa, quá đẹp, quá dễ thương luôn. Mấy chị xem cái like của nó này dễ thương chưa. Đó, phía sau là lai vuông như thế này, phía trước là lai bào nha mấy chị nha, lai bào nè. Cái này là lai vuông nha. Em sale 29k thì em sale chỉ trong 10 phút đầu lai thôi, mấy chị nhanh tay chốt hàng nè mấy chị ơi. Nhanh tay chốt hàng cho em nè. Em có 4 màu luôn, màu đỏ đô, màu xanh, màu xám và màu đen nha mấy chị nha. Facebook của anh Sơn nghĩ thi gì ạ? Cười rồi đó. Ok rồi hả? Ờ 29, có thằng nữa cũng điện hỏi à. Ok không biết. 29k mấy chị ạ. Đó đừng có phê duyệt chi hết kè rồi đó. 29k kèm màu kèm số thọ cho em, mấy chị thấy đẹp không chưa, dễ thương chưa. Không, đừng có phê duyệt, phê duyệt họ chửi chết á. Đó đừng có động chi hết á, đừng có động vô để em làm. Đẹp quá mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. 29k kèm màu kèm số thọ cho em nè mấy chị ơi. Mẫu áo len như thế này thì em có 4 màu luôn. Màu đỏ đô nè, màu sô-cô-la nè. À màu vàng, em gì? Màu đỏ đô. Là như có màu mặt kênh. Màu đỏ đô nè, màu xanh nè, màu đen và màu xám nha mấy chị nha. Màu đỏ đô nè, màu xanh nè, màu xám nè chị. Chị ơi em biểu chị vào cái Facebook mà không biết bạn của Hình Minh Thư xem vẫn có bình luận không. Facebook mô, kênh rưỡi tỷ có biết Facebook mô. Có cái Facebook mô không biết bạn của Hình Minh Thư. Thanh Thủy. Thanh Thủy đó. Cũng có rồi. Mấy ký cũng vừa hết nha chị yêu ha, mấy ký cũng vừa hết. Cái này em có đủ size, đủ số luôn. Nhỏ thì mình mặc size nhỏ, lớn thì mình mặc size lớn nha. Có 5 màu luôn, đỏ đô, màu xanh, màu xám và màu đen nha. Em sale 29k thì em sale trong 10 phút đầu live ngày hôm nay thôi. Mấy chị nhanh tay chốt hàng nha, đầm len giày kim nè mấy chị xem đi ạ. Ở chỗ này áo len nha mấy áo len giày kim nha mấy chị nha. Đó chỗ này phấu caro phun vung xinh chưa. Đó áo caro xinh chưa nha mấy chị nha. Đó nhớ là chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm hợp lệ nha. Một lát em chốt áo 29k, áo len 29k mà chị yêu nào không chia sẻ giúp em thì không có hợp lệ nha mấy chị nha. Em hủy đơn nè. Đó áo len này quá đẹp mấy chị ơi, mấy ký cũng vừa hết nha mấy chị nha. Em có đủ size đủ số luôn, là to thì mình mặc size to, nhỏ thì mình mặc size nhỏ nha mấy chị yêu nha. Đó đẹp chưa, cái này dáng quá dễ thương. Cái lai bào này mấy chị ơi dễ thương chưa. Ở cái này mặc phong dáng dễ thương lắm. Chỗ này thì có thắt nơ nè, thắt nơ nha mấy chị nha. Đó đó 29k thì trong 10 phút đầu live ngày hôm nay thôi. Em có màu xám, màu đen nè. Ở sau lưng đây chị yêu ơi, sau lưng đây nè. Ở sau lưng là như thế này nha mấy chị nha. Đó sau lưng đây em thích cái lai bào này dễ sợ mấy chị ơi. Lai bào nè, đó cái lai này nó lạ mà nó sang chảnh cực kỳ luôn á. Mấy cái ố len lợi thường không có cái lai như thế này mấy chị nha. Đó đẹp chưa mấy chị ơi. Ai thích thì comment ngay giúp em nha. 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em nè. 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em nè. Có hai cái túi hai bên mấy chị thấy dễ thương chưa. Có hai cái túi hai bên nè. Mẫu này em có 5 màu luôn. Em có 4 màu luôn nha. Màu đỏ đô nè, màu xanh, màu đen và màu xám nha mấy chị nha. Đó. Nói nhỏ, nói hơi nhỏ em nói. Nó nhỏ quá à. Em bật loa to lên chị nói hết lời hết rồi. Chị nói to lắm rồi. Rồi mấy chị ơi, em sale 29k thì trong 10 phút đầu live thôi, nên mấy chị nhanh tay chốt hàng cho em nè. Đỏ đô nè, 29k kèm số điện thoại cho em. Đó màu xanh nè mấy chị ơi, màu xanh đây nè. Màu xanh nè, đó. Màu xanh là màu xanh rêu nha. Xanh rêu phải không? Xanh rêu cực kỳ sang trọng nha mấy chị nha. Cái màu này nó sang cực kỳ luôn. Hai màu sang nhất là màu xanh và màu đỏ đô á. Mấy chị thấy sang chưa? Ở cái lai này, lai bào dễ thương chưa? 29k thôi nha mấy chị nha. Cho người kiếm được mua chưa? Người quán sớm. Có cái bạn có hình ảnh thư không? Có cái bạn nào hả? Đó 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. 29k kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. 29k kèm màu kèm số điện thoại giúp em nè. Đỏ đô nè, xanh nè, xám nè, đen nè mấy chị nha. Đủ màu hết, đủ kích thước luôn nè. Đó, ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Để em chốt đầm 29k nha mấy chị nha.
Đó, còn cái nào nữa không? Ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ giúp em điểm chốt cao đặt áo len 29k này, áo len dịch kim bên em nó quá đẹp luôn mấy chị ơi. Mấy chị xem cái chất len này, chỗ này nó phối caro này, xinh chưa? Đó, từ trên dưới này nó phối caro hết luôn nha. Đó, cổ là như thế này nha. Chỗ này là nó cột nơ nha mấy chị nha. Đặc biệt là có hai cái túi hai bên rất chi là dễ thương luôn. Kiểu này thì lứa tuổi nào mình cũng đổi xài cũng được nha, trẻ mặc cũng xinh hay là trung niên mặc cũng xinh nha mấy chị nha. Nhớ là chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm cho em. Sau đó thích đỏ đô thì comment cho em đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em. Thích xanh thì comment cho em 29 xanh kèm số điện thoại cho em để em chốt hàng nha mấy chị nha. Đó, chị yêu nào mà lúc lát em chốt hàng cho mấy chị yêu 29k mà chị không chia sẻ giúp em thì không có hợp lệ nha. Em chốt 29k thì em sẽ vào trang cá nhân và em sẽ vào cái lượt chia sẻ để em kiểm tra liền. Mà mấy chị không có chia sẻ giúp em là không có hợp lệ nha. Nhớ chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm cho em. Sau đó thích đỏ đô thì comment cho em đỏ đô kèm màu kèm số điện thoại cho em. Hoặc là xanh kèm số điện thoại cho em nè. Bạn không biết có bình luận được người lạ có bình luận không mà ba mấy người xem mà chỉ mấy người đi quằn đi quằn lại bình luận con đó. Cái này quấn chân này. Đó, xác nhận đó, xác nhận đó. Đó, mấy chị thấy xinh chưa? 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em. Nhớ là chia sẻ giúp em một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm thì em mới chốt hàng cho mấy chị yêu được nha. Đó, chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm nè. Rồi ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ giúp em đi điểm chốt hàng nè mấy chị ơi. Đó, ai thích đạo đô thì không có nha chị Thương Lê nha. Đó, đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em. Đó, đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em nè. Đó, mấy chị thấy cái lai bào dễ thương chưa? Quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn nè. Em sale 29k chỉ trong 10 phút đầu live ngày hôm nay thôi. Mấy chị nhanh tay chốt hàng cho em nè. Nhớ chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm mới hợp lệ như gì nha. Một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm cho em thì mới hợp lệ nha. Một lát em chốt áo 29k mà mấy chị yêu không có chia sẻ giúp em thì không có hợp lệ như vậy nha. Đó, mấy ký cũng được nha mấy chị. Dạ, em có đủ size đủ số luôn nên mấy ký mặc cũng ok hết. Mấy ký mặc cũng vô tư hết luôn nha mấy chị nha. Nhỏ thì mặc size nhỏ, lớn thì mặc size lớn nha mấy chị nha, đủ size luôn. Đó, ai lấy đỏ đô thì comment cho em đỏ đô kèm số điện thoại cho em nè. Đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em hoặc là xanh 29k kèm số điện thoại cho em nha. Đó, xanh 29k kèm số điện thoại cho em nha. Đó, xanh 29. Anh chị nhìn cho mình nói người có người mua loại không? Có mà. Người loại không có, chị có biết bọn có người loại nhiều không? Có. Đó, đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em hoặc là xanh 29k kèm số điện thoại cho em ha. Em có màu đen và màu xám nữa nha mấy chị nha. Em có màu đen và màu xám nữa, em có màu đen và màu xám nữa nha mấy chị nha. Đây màu đen đây nha. Màu này là màu đen nha, và màu này là màu xám nha mấy chị nha. Cái này là màu xám nè. Đồng giá 29k hết mấy chị nha. Đồng giá 29k trong cái là đầu livestream ngày hôm nay thôi. Rồi ai chưa chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng đi ạ. Ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ giúp em. Một lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm cho em nha mấy chị nha. Một lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm cho em nè. Đó, sau đó thích đỏ đô thì comment cho em đỏ đô 29k kèm số điện thoại hoặc là xanh 29k kèm số điện thoại hoặc là xám 29k kèm số điện thoại hoặc là đen 29k kèm số điện thoại nha. Đó, ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ cho em để em tiến hành chốt áo len 29k này mấy chị ơi. Ở cái áo len này quá đẹp, quá xuất sắc luôn, quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nè. Đó, đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em nè. Đỏ không có nha chị ơi, không có nha chị Thương Lê nha. Đỏ lô 29k kèm số điện thoại cho em nè. Hay là gì hay đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em hay là xanh 29k kèm số điện thoại cho em nè. Đó, tầm 5 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k nha. Tầm 5 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k cho mấy chị yêu nha. Nên chị yêu nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ giúp em đi ạ. Chị yêu nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ giúp em để em tiến hành chốt áo 29k nha mấy chị nha. Đó, mấy chị thấy dễ thương chưa? Có đầm len ôm nha chị ơi, có đầm len ôm nha. Còn áo này áo len, áo khoác len thôi.
Đó, đẹp chưa mấy chị ơi? Em có bốn màu: màu đỏ đô, màu xanh, không cần mình lựa nữa đâu, màu đỏ đô, màu xanh, màu xám và màu đen nha. Có màu đỏ, đỏ đô, xanh, xám, đen. Ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Một lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm cho em này. Tầm 5 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt cho mấy chị yêu với giá 39k nha. Đó, mấy chị thấy cái phong dáng dễ thương chưa? Có hai cái túi hai bên rất là xinh luôn. Nó có hai cái túi hai bên rất là xinh luôn nè. Có túi hai bên rất là xinh luôn. Đó. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ giúp em đi mấy chị ơi. Một lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm này. Một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm nha. Một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm để tiến hành chốt hàng này mấy chị ơi. Đó, đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em, hoặc là xanh 29k kèm số điện thoại cho em nè. Mẫu nào cũng dích, rất là dễ thương hết nha. Đó, mấy chị thấy phong dáng dễ thương chưa? Sao giá đô là đẹp không được hỏi? Ai hỏi nào? Có đường đô không? Kệ ảnh. Đó, lai bầu nè mấy chị ơi, lai bầu nè. À, sao là vuông nữa nha mấy chị nha. Đó, phong dáng này quá dễ thương luôn, mấy chị thấy dễ thương chưa? Đặc biệt là hai cái túi hai bên rất là xinh luôn. Em sale 29k trong 10 phút đầu live, mấy chị không nhanh tay lại viết lắm luôn á. Còn 4 phút nữa thôi thì sẽ tiến hành chốt áo 29k này. 4 phút nữa thôi thì sẽ tiến hành chốt áo 29k này. Chị yêu nào chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ cho em gì ạ? Một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm cho em nè. Một lát mình chốt áo 29k mà chị yêu không chia sẻ giúp em thì không có hợp lệ nha mấy chị nha, em hủy đơn nè. Em chốt áo 29k thì em sẽ vào trang cá nhân và em sẽ vào cái lượt chia sẻ để em kiểm tra liền. Mà mấy chị không chia sẻ nhiệt tình giúp em thì không có hợp lệ nha. Đó, mấy chị thấy xinh chưa? Ở đầm lẹ áo nha mấy chị nha. Đó, áo len nè, len dệt kim cao cấp nha mấy chị nha. Đó, mấy chị xem cái phấu caro rất là đẹp nè mấy chị nha. Phấu caro rất là đẹp luôn. Đó, 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em nè, màu đỏ đô nè, màu xanh nè, màu đen và màu xám nha. Màu đỏ đô, màu đen, màu xanh và màu xám. Rồi mấy chị ơi, tầm 3 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k này mấy chị ơi. Tầm 3 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k nha. Ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ giúp em đi để em tiến hành chốt nè. Em chốt mà mấy chị không có chia sẻ giúp em không có hợp lệ nha. Cái đầm len này quá đẹp luôn mấy chị ơi, đầm len này quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn nha. Đó, 29k nha mấy chị nha. 29k đỏ đô kèm số điện thoại cho em, 29k xanh kèm số điện thoại cho em nha. 29k xanh kèm số điện thoại cho em rất chi là đẹp luôn nha. Đó, 29k xanh kèm số điện thoại cho em nha. Nhớ chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm mới hợp lệ nha. Một lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm mới hợp lệ nha. Mấy chị mua áo với giá ưu đãi bên em thì mấy chị chia sẻ like nhiệt tình giúp em nha mấy chị ơi. Đó, mua áo em thì chia sẻ like stream nhiệt tình giúp em với nha. Bán áo không có bán người nha anh Hồ Viễn Du ơi. Rồi tầm 3 phút nữa là em chốt áo 29k nha mấy chị nha. Tầm 3 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k nè. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ cho em đây để em tiến hành chốt nha mấy chị ơi. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ cho em đây. Một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm. Sau đó comment là đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em, hoặc là xanh 29k kèm số điện thoại cho em, xám 29k kèm số điện thoại cho em nha. Đỏ đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em nè. Xanh 29k kèm số điện thoại cho em, hoặc là xám 29k kèm số điện thoại cho em, hoặc là đen 29k kèm số điện thoại cho em. Quá đẹp luôn nha mấy chị nha, quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Đó, quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Quá đẹp luôn. Đó. Đỏ đô 29k kèm số điện thoại cho em nè, xanh 29k kèm số điện thoại cho em, xám 29k kèm số điện thoại cho em. Vóc dáng siêu dễ thương luôn nha mấy chị nha. Bỏ có like nó đẹp lắm, có hai cái túi hai bên rất là dễ thương luôn. Rồi tầm 3 phút nữa thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k nè mấy chị ơi. Tầm 3 phút nữa thì em sẽ tiến hành chốt nè. 3 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k nha.
Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ giúp em đi mấy chị ơi. 3 phút nữa thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k nha. Nhớ chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm cho em nè. Một lát em chốt áo 29k mà em kiểm tra là mấy chị không có chia sẻ giúp em thì không có hợp lệ, em hủy đơn nha mấy chị nha. Đó mấy chị thấy đầm lên dệt kim xinh chưa, chỗ này là caro nha, caro rất là xinh luôn. Đó có hai cái túi hai bên rất là dễ thương nè, chỗ này là cột nơ nha. Đó. Quá đẹp luôn. 29k trong 10 phút đầu like thôi. Rồi tầm 2 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt nè mấy chị ơi. 2 phút nữa thôi nha. Màu đen nè mấy chị ơi, màu đen nè. Cái này là màu đen nha. Cái này là màu đen nha, màu đen nha. Em có màu xám nữa nha mấy chị nhá. Em có màu xám nha, màu nào cũng đẹp hết nha mấy chị ơi. 2 phút nữa thôi. 2 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k nè. Rồi, 1 phút nữa thôi, 1 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k nè. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ giúp em đi ạ. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ cho em đi. Quá đẹp luôn mọi người ơi, quá đẹp, quá xinh, quá xuất sắc luôn. Đặc biệt cái like, nó xinh ở chỗ hai cái like của nó rất là lạ, rất là xinh. Và đặc biệt có hai cái túi hai bên rất là dễ thương luôn. Hai cái túi hai bên rất là dễ thương luôn. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ đi mọi người ơi. 1 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k nè. Em chốt áo 29k em sẽ vào trang trang cá nhân và em sẽ vào cái lượt chia sẻ để em kiểm tra. Nếu mấy chị yêu không chia sẻ like nhiệt tình giúp em thì em hủy đơn nha mấy chị nha, không hợp lệ nha. Mẫu này quá dễ thương luôn. Ở tuổi nào mặc cũng được nha, trung niên mặc là ok nha. Đó mấy ký mặc cũng được nha mấy chị nha, em có đủ size đủ số luôn. Mấy ký mặc cũng được hết, nhỏ mặc size nhỏ, to mặc size to nha. Đó mấy chị quá xinh luôn mấy chị ơi. Rồi bây giờ em tiến hành chốt áo 29k này, nãy giờ chị yêu nào bây giờ em sẽ tiến hành chốt áo 29k nè chị yêu. 57kg vẫn ok chị yêu ơi, mấy ký mặc cũng được hết, nhỏ thì mình mặc size nhỏ, to thì mình mặc size to, em có đủ size hết nha mấy chị nha. Đó, nó ôm vào rất là gọn người luôn á, mấy chị xem cái vóc dáng nè, dễ thương chưa. Hai cái túi hai bên rất là xinh luôn. Đó, cái like vào nè. Len dệt kim thì tất nhiên to giãn rất là tốt rồi nha mấy chị nha. Mấy chị xem kỹ nè. Rồi 1 phút nữa thôi thì em sẽ tiến hành chốt áo 29k nè. Chị yêu nào chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ cho em. Một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm cho em. Sau đó thích đỏ đô 29k thì không mình đỏ đô 29k kèm số điện thoại. Hoặc là xanh 29k kèm số điện thoại cho em. Hoặc là đen 29k kèm số điện thoại cho em. Hoặc là xám 29k kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Chị Thành ơi, 10 phút đầu like hôm nay em sale với giá 29k thôi nha mấy chị nha. Đó, mấy ký mặc cũng được các mấy chị nha, nhỏ mặc size nhỏ, to mặc size to nha. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành chốt áo 29k này mấy chị ơi. Bây giờ em sẽ tiến hành chốt áo 29k nè. Bây giờ em sẽ tiến hành chốt áo 29k cho mấy chị nha. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ giúp em đi. Đẹp chưa, phong dáng quá đẹp, quá dễ thương luôn. Xuất sắc luôn nha mọi người. Cái like này rất là dễ thương luôn. Cái like này nó tạo cho mình là cái sự gọi là sang chảnh nha. Đó, phía sau thì like vuông này, phía trước thì like bào này. Đó, hai túi hai bên dễ thương cực kỳ nha mấy chị nha. Rồi, ai kia chia sẻ nhanh tay chia sẻ cho em đi. Bây giờ em sẽ chốt áo 29k này mấy chị ơi. Em chốt liền ngay lập tức. Ai em chốt cho chị nào thì em sẽ vào trang cá nhân của chị yêu đó để em kiểm tra là chị yêu đó đã chia sẻ đủ một lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm chưa. Nếu mà chưa có chia sẻ thì em hủy đơn nha mấy chị nha. Em nhường có đơn cho mấy chị khác nha. Đó, quá đẹp, quá xuất sắc luôn mấy chị ơi, xinh chưa. Đó. Rồi bây giờ mấy chị yêu muốn em chốt chốt áo với hình thức nào đây mấy chị nha. Em lướt chốt hay là em đọc comment ai comment nhanh nhất thì em sẽ chốt cho người đó nè mấy chị ơi. Muốn em chốt với hình thức nào nè. Đó, em nói một lần cuối cùng nữa nè. Bây giờ em sẽ tiến hành chốt áo 29k nè. Nãy giờ chị yêu nào còn chần chừ thì tiếc lắm luôn á. Chần chừ chưa chốt thì nhanh tay chốt cho em nè. 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em. Và nhớ là chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm cho em. Đó, nó mới hợp lệ nha mấy chị nha.
Một lát em chốt áo 29k mà chị yêu không chia sẻ giúp em thì không có hợp lệ, em hủy đơn nha mấy chị nha. Đó. Bây giờ mấy chị yêu muốn em lướt chốt có màu đen nha chị Thành ơi, có màu đen. Màu đen này em có 4 màu luôn, màu đen, màu xám, màu xanh rêu, màu đỏ đô nha mấy chị nha. Màu đen, màu xám, màu xanh rêu, màu đỏ đô, màu nào cũng đẹp hết nè. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành lướt chốt áo 29k này mấy chị ơi. Hay là em đọc một câu chị yêu nào comment nhanh nhất thì em chốt cho người đó. Mấy chị muốn em làm với hình thức như thế nào mấy chị ơi. Hay là em lướt chốt nè, thôi em lướt chốt nha mấy chị nha. Em lướt trúng chị nào thì em chốt cho chị đó nha. Rồi em lướt trúng chị nào thì em chốt cho chị đó nha. Em lướt trúng chị nào thì em chốt cho chị đó. Em chốt xong cho chị đó thì em sẽ vào trang cá nhân và cái lượt chia sẻ em kiểm tra liền. Nếu mà chị yêu không, chị yêu đó không có chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm thì không có hợp lệ nha, em hủy đơn nha mấy chị nha. Rồi bây giờ em lướt nè. Em lướt nè mấy chị ơi. Em lướt nha. Rồi nha, em lướt trúng Thanh nè, Thủy nè, Thanh nha mấy chị nha. Em lướt trúng bạn Thanh nha. Để kiểm tra, bạn Thanh đã chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và 5 lần vào các hội nhóm chưa nè. Để em kiểm tra nha mấy chị nha. Để em kiểm tra nè. Rồi rồi nha, bạn Thanh chia sẻ đầy đủ một lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm, em chốt áo cho em chốt áo đó cho bạn Thanh với giá 29k màu xanh nha. Em chốt áo đó cho bạn Thanh với giá 29k màu xanh nha mấy chị nha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ qua cái chương trình sale áo này mấy chị ơi. Em chốt áo 29k rồi nha. Em chốt áo 29k rồi nha. Bây giờ em sẽ qua cái chương trình sale áo nè. Sale áo giá mềm luôn nha. Ở áo len này bên em có giá là áo len này bên em có giá là 320k nha. 320k, nhưng mà trong livestream này hôm nay em sale cái giá 220k nha mấy chị nha. Rồi áo len này bên em, áo len này bên em có giá là 350 nè. Áo len này bên em có giá là 350 nè. Nhưng mà trong livestream này hôm nay em sale với giá 220k nha. Có đủ 4 màu luôn, đỏ đô, màu xanh, màu đen gì nha. Đỏ đô, màu xanh, màu đen, màu xám nha. Đỏ đô, màu xanh, màu đen, màu đỏ đô, màu xanh, màu đen, màu xám nha. Đó. 320k nhưng mà trong livestream này hôm nay em sale với giá 220k này, quá rẻ luôn. Đó. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nè mấy chị nha. Đó. Áo 29k em chốt rồi chị ơi. Bây giờ em sẽ qua cái chương trình sale áo nha chị Thành ơi. Đó. Áo này 320 nha. 320 nè, nhưng mà hôm nay trong livestream này em sale với giá là 220k nha. Em sale với giá là 220k nè. 220k nha mấy chị nha. 220k màu đỏ đô nè, màu xanh nè, màu đen và màu xám nha. Màu đỏ đô, màu xanh, màu đen và màu xám nha mấy chị nha. Đỏ đô, đen, xanh, xám nha mấy chị nha. Đó. Màu xám đây nè, màu xám nè. Màu xám nha, màu xám nha, màu đỏ đô, màu đen và màu xanh nha. Đó. Cái phong này nó dễ thương cực kỳ luôn đó mấy chị xem nè. Đây là 320 em đang sale với giá 220k nha. 320 em đang sale với giá 220k nè. Đầm len dệt kim cao cấp nha mấy chị nha. Đó, cái này là mấy chị mặc vô tư, không có bao giờ bị giãn hay là bị xịt nha mấy chị nha. Giặt máy giặt vô tư nha. Đó, không phải len loại thường nha, len loại thường mặc một nước hai nước là nó hư liền. Còn đây là đầm len dệt kim cao cấp 320, nhưng mà hôm nay em sale với giá 220k thôi. Đó, có 4 màu, màu xám, màu xanh, màu đen. Màu đạm, màu xám, màu xanh, màu đen. Có hai cái túi hai bên rất là dễ thương luôn. Có đủ size, đủ số luôn. Ở người nhỏ mặc size nhỏ, người to mặc size to giúp em nha.
người nhỏ mặc size nhỏ, người to mặc size to cho em nha mấy chị nha. Đó, 320k em sale chỉ còn 220k thôi, mấy chị thấy dễ thương chưa? Đó, đầm len này siêu dễ thương luôn. Em sale quá rẻ quá xuất sắc này hả? Hàng này vô shop thì mấy chị mua cũng tầm 350 đến 400 nghìn, tại vì cái len dễ kêu nè. Đó, cái len này nó rất là mềm mịn luôn nha mấy chị nha. 350 đến 400 nghìn hàng shop luôn á. Nhưng mà hôm nay em sale với giá 220k thôi. Hôm nay em sale cho mấy chị yêu với giá 220k là quá rẻ luôn. Chị yêu nào chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng cho em nè. Đó, quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn. 350 nha mấy chị nha hôm nay. 320 nha. Em xin lỗi 320 chứ 320 em sale với giá 220 nè. 320 em sale với giá 220 nha. Chị yêu nào chốt thì nhanh tay chốt cho em nè. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Đó, chị yêu nào mua cái áo len bên em nè. Đó, em cho mấy chị xem kỹ chất len này. Chất len này nó mềm nha mấy chị nha, mềm lắm luôn á. Đó, mấy chị yêu mua cái áo len này bên em mà về mà cái chất len nó không đẹp thì hoàn tiền cho mấy chị yêu luôn nha. Đó, mẫu này quá đẹp, mẫu này mẫu mới, nó cực kỳ lạ luôn, đặc biệt cái like của nó. Cái túi hai bên rất là dễ thương, rất là phong cách luôn. Đó, tuổi nào mình mặc cũng được, trẻ cũng được, trung niên vẫn ok nha mấy chị nha. Em có bốn màu luôn, màu đỏ đô em đang mặc này, màu xanh nè. Màu đỏ đô em đang mặc này, màu xanh, màu đen và màu xám nha. Đó, màu đỏ đô em đang mặc màu đen, màu xanh, màu xám. Ai chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng giúp em nè. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn mọi người ơi. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Ai chốt hàng nhanh tay chốt hàng cho em nha. 220 em sale 320 em sale chỉ còn 220 trong cái livestream ngày hôm nay thôi. 320 em sale chỉ còn 220k trong cái livestream ngày hôm nay, màu xanh nha mấy chị nha. Đó, xem kỹ cái chất vải bên em nha. Đó, phối caro vuông rất là xinh luôn. Caro vuông rất là xinh nha. Đó, 320 em sale chỉ còn 220k thôi. 320 em sale chỉ còn 220k thôi nha mấy chị nha. 320 em sale hôm nay với giá chỉ còn 220k thôi. Chị yêu nào chốt hàng nhanh tay chốt hàng cho em, quá rẻ luôn, hàng sốt nha mấy chị nha. Hàng sốt giá tầm 350 đến 400 nghìn, hôm nay em sale quá rẻ luôn. Nếu mấy chị nhanh tay chốt hàng giúp em nè. Quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Đó, 320 nha mấy chị nha, 320 em sale với giá 220k. Còn 29k hồi nãy chốt rồi nha mấy chị nha, không chốt 29k nữa nha. Chốt 29k hồi nãy rồi nha mấy chị nha. Còn bây giờ là giá sale nè, em bán 29k em chỉ bán cho một người duy nhất thôi, chứ không phải ai cũng bán, ai cũng bán em lỗ luôn nha mấy chị nha. Còn bây giờ là giá sale nè, 320 sale chỉ còn 220k thôi. 320 sale chỉ còn 220k luôn nha mấy chị nha. Đó, 320 sale chỉ còn 220k luôn nha mấy chị nha. Đó, 320 sale chỉ còn 220k luôn. Đó, 320 sale chỉ còn 220k luôn nha mấy chị nha. 320 sale chỉ còn 220k luôn. Ai chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng cho em nè. Đó, quá đẹp luôn nha mấy chị nha, quá xuất sắc luôn. Hai cái túi hai bên dễ thương chưa à? Mấy chị nhanh tay chốt hàng giúp em. Đầm len còn vài cái em sale cho mấy chị yêu luôn nha. Đầm len dệt kim cao cấp nè. Đó, rất là đẹp luôn. 320 em sale trong livestream với giá là 220k thôi, quá rẻ luôn. Đó, len này rất là mềm, rất là mỏng, rất là mềm luôn, sờ rất là mềm tay luôn nha mấy chị nha. Đầm len cao cấp này 320 em sale chỉ còn 220k trong cái livestream ngày hôm nay thôi. Có bốn màu, màu đỏ đô, màu xanh, màu đen, màu xám nha. Đỏ đô, đen, xanh, xám này có like rất là dễ thương luôn. Đó, mấy chị thấy mẫu này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn mấy chị ha. Cực kỳ đẹp luôn. 320 sale chỉ còn 220k thôi. Chị yêu nào chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng giúp em nè. 320 sale chỉ còn 220k luôn nha. 320 sale chỉ còn 220k thôi. Đó, chị yêu nào chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng cho em. Quá đẹp, quá dễ thương, quá xuất sắc luôn nha mọi người nha. Quá đẹp, quá dễ thương, quá xuất sắc luôn nè. Đó, quá xinh luôn. Đó,
áo 29k rồi, hồi nãy chốt rồi nha chị Thanh, tiền tẩy nha, em chốt áo 29k hồi nãy rồi, em bây giờ em không chốt áo 29k nữa. Bây giờ em qua cái chương trình sale áo là áo len này là 320. Em sale với giá 220k nha. Đó, 320 sale với giá 220k này, mẫu này quá đẹp, em sale như thế này là quá rẻ luôn nha quý vị nha. Đầm len dệt kim cao cấp này, nhận hàng chắc phải 6 hoàn tiền gấp đôi gấp 3 cho mấy chị yêu luôn nha. Đó, nhận hàng chắc phải 6 hoàn tiền gấp đôi gấp 3 cho mấy chị yêu luôn, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. 320 em sale chỉ còn 220 thôi. Ai thích chốt ngay cho em đỏ đô 220 kèm số điện thoại cho em, xanh 220 kèm số điện thoại giúp em nha. Ở đỏ đô 220 kèm số điện thoại giúp em, hoặc là xanh 220 kèm số điện thoại cho em, rồi xanh 220 kèm số điện thoại giúp em nha. Xanh 220 kèm số điện thoại giúp em, hoặc là đỏ đô 220 kèm số điện thoại cho em nè. Ở xanh 220 kèm số điện thoại cho em, hoặc là đỏ đô 220 kèm số điện thoại cho em nè. Rồi chuyển qua cái màu khác. Nói biết cái màu này mà em. À, rồi em qua mẫu khác nha chị nha, qua mẫu khác nè, qua mẫu áo gió nghe em nè. Qua mẫu áo gió nè mấy chị ơi. Em qua mẫu áo gió nè mấy chị ơi, áo gió nè. Em qua mẫu áo gió nha. Em qua mẫu áo gió nè. Áo gió với nghe em nè, áo gió 3 lớp nha, áo gió 3 lớp nha. Áo gió 3 lớp nè mấy chị ơi. Áo này bạn em có giá là 200k nha, áo này bạn em có giá là 200k nhưng mà em sale trong livestream với giá là 129k nha mấy chị nha. 129k nè. Đó, áo gió 2 lớp nha mấy chị nha. Một tiếng vô. Áo gió 2 lớp nè mấy chị ơi. Áo gió 2 lớp này, áo này là 200k nè. 200k em sale với giá là 129k thôi. Áo này em có hai màu, màu xanh và màu tím, hai màu nha, màu xanh và màu tím. Màu em đang mặc là màu xanh nha, em có màu tím nữa nha. Đó, màu xanh nè, áo gió 3 lớp luôn. Ở chắc lo gió siêu mềm luôn nha chị nha, 3 lớp, lớp trong là lớp vải như thế này nè. Đó. Lớp chính giữa là lớp lông nha, lớp ngoài là lớp gió rất là ấm luôn. Áo gió này mẹ em có giá là 200k nè. Em sale trong livestream với giá là 129k nha mấy chị nha. Đó, 200k em sale trong livestream với giá là 129k nè. Có hai màu, màu xanh và màu tím nha. Em có hai màu, màu xanh và màu tím nè. Đó, quá dễ thương luôn. Quá dễ thương luôn nha mấy chị nha. Quá dễ thương luôn, em ghim cái giá 129k cho mấy chị xem nè. 200k hôm nay em đem ra em sale với giá 129k luôn nha. 129k nè, 129k nha mọi người nha. 200k sale với giá 129k nè. Đó, 200k em sale với giá 129k cái phốt gió như thế này nha. Đó, 129k quá rẻ quá đẹp luôn mọi người ơi. Ai chốt hàng nhanh tay chốt hàng cho em nè, chỉ còn vài cái nên sale cho mấy chị luôn. Đây là phốt gió 3 lớp nha mấy chị nha. Chắc vải thì mấy chị yên tâm mua vải, mua áo bên em nhận hàng mà chắc vải xấu em hoàn tiền cho mấy chị yêu luôn nha. Đó, yên tâm khi mua áo bên em nha. Đây là em đang thử cái màu xanh, em có màu tím nữa nha. 200k sale chỉ còn 129k nha. 200k phía sau có mũ nữa nha mấy chị nha, phía sau có mũ nữa nè. Có hai cái dây rút như thế này nè. Đó, không hai cái dây rút như thế này rất là ấm nè, em kéo cao cho mấy chị xem nè. Đó, kéo cao nè. Có hai cái dây rút như thế này rất là ấm luôn. Đó, rất là ấm cái lỗ tai luôn nha mọi người nha, rất là ấm cái lỗ tai luôn. Đó, không thích cái dây này có thể tháo ra nha mấy chị nha, không thích ra, không thích cũng có thể tháo ra này, đầm này. Áo này bên em. Cái này bên em có giá là 200k nha, 200k em sale với giá 129k nha. 200k em sale với giá 129k nè. Có hai màu xanh và màu tím nha, có hai màu xanh và màu tím, em đang thử màu xanh và màu này là màu tím nha. Ai thích thì chốt ngay cho em nè, màu xanh và màu tím nha. Màu em đang thử là màu xanh thì em có màu tím nữa nha. 200k sale với giá chỉ còn 129k thôi. Chị yêu nào thích thì chốt ngay giúp em nha, chị yêu nào thích thì chốt ngay cho em nè, quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha mọi người nha. Đó, quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha.
Đó, xanh nè, xanh hay 129k kèm số điện thoại cho em, hoặc là tím 129k kèm số điện thoại cho em nha. Áo khoác gió 3 lớp luôn nha mọi người nha, áo khoác gió 3 lớp luôn. Áo khoác gió 3 lớp luôn nè, xanh 29k kèm số điện thoại cho em nè. Anh xin lỗi, xanh 129k kèm số điện thoại cho em nè. Hay là tím 129k nha. Đó, em sale với giá quá rẻ luôn. Em sale với giá quá rẻ luôn mọi người, nhanh tay chốt hàng cho mọi người nha. 200k sale chỉ còn 129k, có hai màu, màu xanh nè, màu tím nè, màu xanh nè, màu tím nè. Đó, còn vài cái em sale rồng giá 230 200k luôn nha mấy chị nha. Còn hai cái thôi, còn hai cái thôi nên em sale rồng giá 200k luôn nha mấy chị nha. Đó, cao phong len nha mấy chị nha, len bên em là hàng len dệt ghim nha. Đó, chất vải rất là đẹp luôn, phát len nha mấy chị nha. Đó, hàng len dệt kim nha mấy chị nha. Đó, đó mẫu khoác len này bên em có bốn màu luôn, màu xanh rêu, màu đỏ đô. Đó, màu khoác len này bên em có bốn màu luôn, màu xanh rêu, màu đỏ đô, màu đen, màu xám nha. Khoác này bên em có giá là 320, đang sale với giá 220 nha. Ai thích khoác len thì chốt ngay khoác len cho em nha, rất là đẹp luôn á. Còn đây là mẫu khoác gió nha, khoác gió 3 lớp này 200k, sale chỉ còn 129k thôi. 200k sale chỉ còn 129k thôi nha mấy chị nha. 200k sale chỉ còn 129k thôi. Có sỉ nha chị ơi, có sỉ nha. Đó. Đó. Để em mặc cho. Thôi để em mặc. Rồi ok, chị mặc cho em xem nha. Áo len là áo len dệt kim nha mấy chị nha, áo len dệt kim nha, hàng len dệt kim rất là tốt luôn chứ không phải là len loại thường đâu. Len loại thường mấy chị mặc một nước hai nước là nó xịt ra, nó giãn ra rất là xấu liền. Áo len dệt kim bên em hàng cao cấp nha, 320 nha, 320 hôm nay còn vài cái, hôm nay em sale cho mấy chị với giá là 1 220 luôn. Cái này là 320 nha, cái này bên em có giá là 320k nè. Hôm nay còn vài cái nha, vài cái màu xanh, vài cái màu màu đỏ đô và vài cái màu xám và màu vài vài cái màu đen nha. Còn vài cái nha, sale cho mấy chị yêu 220 luôn nha. Giá bình thường là 320, còn vài cái sale cho mấy chị yêu với giá 220 luôn, mấy chị thấy dễ thương chưa? Màu em đang thử là màu xanh rêu nha, màu nào cũng sang, màu nào cũng đẹp hết. Em có màu đỏ đô nữa nha, màu xám và màu đen nữa mấy chị nha. Màu đô, màu xám, màu đen nữa nha. Đó, mấy chị thấy con dáng dễ thương chưa? Có lai áo này, mấy chị thấy lai áo nó xinh chưa? Phía trước là lai bào nha, phía sau là lai vuông, rất là dễ thương luôn. Đó, này là 320 nha mấy chị nha. Không có lời cho nó. Đó, 320 sale chỉ còn 220 thôi nè. Ai lấy màu xanh thì comment cho em xanh kèm số điện thoại cho em. Hoặc là ai lấy đỏ đô thì comment cho em đỏ đô kèm số điện thoại cho em nè. 320 sale chỉ còn 220 thôi, quá rẻ nè. Hàng len dệt kim cao cấp nha mấy chị nha, cối caro rất là đẹp luôn. Nên là 320 nha, 320 sale chỉ còn 220k nha. 320 sale chỉ còn 220k là mấy chị thấy đẹp chưa? Màu em đang mặc là màu xanh rêu nha, màu em đang mặc là màu xanh rêu nè, màu em đang mặc là màu xanh rêu nha. Em có màu đỏ đô, màu đen, màu xám nữa nha, bốn màu luôn. Mẫu này 220 quá rẻ luôn mấy chị, không chốt là tiếc lắm luôn, tại vì cái mẫu này quá đẹp luôn mấy chị ơi. Cái này là 320 mấy chị ơi, 320 nhưng mà còn vài cái thôi, vài cái màu đen, màu vài cái màu đỏ đô, vài cái màu xám thôi. Em sale cho mấy chị yêu với giá 220 luôn, bằng giá gốc luôn nha mấy chị nha. Hàng len dệt kim cao cấp nha mấy chị nha, hàng len dệt kim cao cấp nè, bao cho mấy chị quay máy giặt luôn cũng không có sổ luôn nha. Ở chứ không phải là len loại thường mặc một hai nước là hư đâu nha mấy chị nha. Đó, 320 em sale chỉ còn 220k thôi. Đó, mấy chị thấy đẹp chưa? Cái like rất là dễ thương luôn nha. Cái like rất là dễ thương, mấy chị xem cái like áo này nó đẹp chưa? Nó rất là mới lạ luôn, không có bị đồng hàng luôn, không có bị đồng hàng luôn. Đặc biệt hai cái túi hai bên rất là xinh luôn. Ở mẫu này mình trẻ mình mặc cũng được, trung niên mặc rất ok, nó ôm gọn người luôn nha. Màu em đang mặc là màu xanh rêu nè, em có màu đỏ đô, màu xám và màu đen nữa gì cha. 320 hôm nay còn vài cái em sale cho mấy chị với giá 220 luôn.
ai thích thì nhanh tay chốt cho em, đó rất là đẹp luôn nha. Yêu nào thích thì nhanh tay chốt giúp em nha, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn nha. 320 sale chỉ còn 220k thôi nha. 320 sale chỉ còn 220k thôi, rất là đẹp luôn. Rồi em quay lại cái áo khoác gió với em, mình mới dễ quay lại cái áo khoác gió với em cũng rất chi là đẹp. Áo khoác gió 3 lớp luôn. Áo khoác gió có 3 lớp, một lớp bên trong, một lớp bên trong cùng nè, và một lớp lông ở chính giữa và một lớp gió ở ngoài nữa nha mấy chị nha. Một lớp lông ở chính giữa và một lớp gió ở bên ngoài nữa nha. Lớp nỉ ở chính giữa và lớp lên gió ở ngoài nha. Đó. Áo này khoác gió nha, có hai màu, màu xanh và màu tím nha. 129 coi như là dĩa mình đạt cho hợp với mình. Cái này là em sale cho mấy chị yêu với giá 129k nha. Em sale cho mấy chị yêu còn 129k nè, màu xanh nè và màu tím nha, màu xanh và màu tím nha, màu xanh nè, đó và màu tím nha. Em sale đồng giá 129k nha, màu xanh, màu tím em sale đồng giá 129k luôn. Ai thích màu xanh thì comment cho em xanh kèm số hỏi. Yêu nào thích tím thì comment cho em tím kèm số hỏi cho em ha. Xanh kèm số hỏi cho em nè, hoặc là tím kèm số hỏi giúp em nha. Xanh kèm số hỏi cho em hoặc là tím kèm số hỏi cho em nha. Em sale đồng giá là 129k luôn đó, chị thấy xinh chưa? 3 lớp luôn, lớp pha, lớp vải bên trong và lớp nỉ chính giữa và lớp khoác gió bên ngoài nha. 3 lớp rất là ấm luôn. Đó, em sale đồng giá 129k luôn. Em sale đồng giá 129k luôn, còn vài cái em sale đồng giá 129k luôn á, chị nhanh tay chốt hàng nha. Rồi em sale trong 1 phút cuối cùng nữa thôi. Em sale trong 1 phút cuối cùng nữa thôi, mấy chị yêu không nhanh tay chốt hàng thì em kết thúc live stream nè. Em sale trong 1 phút cuối cùng nữa thôi rồi em kết thúc live stream nha. Đó, ngày mai không còn hàng ngày nữa đâu nha mấy chị nha. Em sale 1 phút cuối cùng nữa thôi thì em kết thúc live stream nè. À, áo khoác gió 3 lớp luôn nha, sale đồng giá 129k, 200k nhưng mà hôm nay sale đồng giá 129k. Ai lấy màu xanh thì comment cho em xanh kèm số thoại, ai lấy tím thì comment cho em tím kèm số thoại. Đó, em sale trong 1 phút cuối cùng nữa thôi thì em sẽ kết thúc live stream nè mấy chị ơi. 1 phút cuối cùng nữa thôi thì em sẽ kết thúc live stream nha mấy chị nha. Đó, quá đẹp luôn, ai lấy xanh thì comment cho em xanh kèm số thoại, ai lấy tím thì comment cho em tím kèm số thoại cho em nha. Đó, mấy chị còn chần chừ mà không mua nữa tiếc lắm luôn nha mấy chị nha. Em chỉ sale trong buổi live stream hôm nay thôi nha. Em chỉ sale trong buổi live stream hôm nay, chỉ còn vài cái làm sale cho mấy chị luôn. Khoác gió thì chỉ còn tầm vài cái thôi, còn là áo len, áo khoác len cũng tầm vài cái thôi nha mấy chị nha. Em sale cuối cùng luôn nha mấy chị nha, không có màu hồng nhạt nha chị yêu nha, có màu xanh và màu tím thôi nha, không có màu hồng nhạt nha. Đó, 3 lớp nha mấy chị nha, một lớp vải bên trong, một lớp nỉ chính giữa và một lớp khoác gió bên ngoài nha. Họ rất là xinh luôn nè, rất là xinh luôn nha. 29k kèm số thoại cho em, xin lỗi, 200k sale chỉ còn 129k nha. 200k em sale chỉ còn 129k thôi. Rồi em sale trong 1 phút cuối cùng nữa thôi, chị yêu nào chốt hàng nhanh tay chốt hàng giúp em rồi kết thúc live stream nè. Áo khoác gió này là 200k, em sale với giá 129k nha. Đó, khoác gió này em đầm đau chế là sao chị? Áo len, còn áo len nha Tuyển Thanh nha. Trời ơi, áo khoác gió này em còn vài cái thôi, 3 lớp áo khoác gió 3 lớp nhân 200k nha. Em sale đồng giá 129k luôn, mới chịu không nhanh tay chốt hàng thì tiếc lắm luôn á. Đó, ngày mai không còn mẫu này nữa đâu, còn vài cái nên em sale cho mấy chị luôn. Áo len còn áo len hàng dệt kim cao cấp nha mấy chị nha. Áo len chỉ còn vài cái thôi, mấy chị không chốt hàng thì ngày mai cũng không còn đâu nha. Còn vài cái này, áo len hàng len dệt kim cao cấp nha mấy chị nha, xem nè. Đó, túi caro này xinh chưa, có hai cái túi hai bên nè, để mặc cho mấy chị yêu xem nha. Áo len này là 320, hôm nay em sale đồng giá 220 nha. Chị hỏi sang đầm len. Bán cái này hỏi cái kia vậy. Vi hỏi luôn Vi. Vi đang bị sale rồi. À. Vi sale là không có Vi ơi.
bạn của chị mình, em tưởng à. Rồi đây nha mấy chị nha, áo khoác len nè, áo khoác len nè. Áo khoác len này em sale đồng giá 220k nha, 320 nhưng mà hôm nay em sale đồng giá 220k luôn. Đó, mấy chị thấy dễ thương chưa, quá rẻ hàng len dệt kim nha mấy chị nha. Áo gió 57 tí vừa lên chị ớt. Bạn chị hả? À, áo gió 57kg mặc ok mấy chị nha. Em có đủ size luôn, hàng bên em có đủ size đủ số luôn đây mấy chị yên tâm, mấy ký cũng vừa hết. To thì mình mặc size to, nhỏ thì mình mặc size nhỏ, mấy ký cũng vừa hết. Như áo len này cũng vậy, áo len này cũng có đủ size luôn nha mấy chị nha. 29k nữa em, 29k chị chốt rồi. Còn em hôm nay là cái này là sale đồng giá 220k nè, 220k nha, 320 mà sale đồng giá là 220k nha. Một cái áo len dệt kim siêu đẹp như thế này nha. Đó, màu em đang mặc là màu đỏ đô nè. Đó, em có màu xanh rêu như thế này nữa nha. Em có màu xanh rêu như thế này nữa nè. Đó, mấy chị thấy rõ không mấy chị ơi? Cái này là áo len nha. Áo len nè, hàng áo len nè, 320 nhưng mà hôm nay em sale đồng giá 220k luôn. Màu em đang mặc là màu đỏ đô nè. Đó, em có màu xanh rêu như thế này, màu xám và màu đen nữa nha. Còn vài cái em sale đồng giá 220k luôn. Chị yêu nào mua cái áo len này, mẹ em nhận hàng mà chắc bội xấu, em hoàn tiền gấp đôi gấp ba cho mấy chị luôn nè. Đó, chắc vải bao đẹp cho mấy chị yêu luôn. Hàng len dệt kim cao cấp, mặt máy nước vẫn như vậy, không có bị sổ ra như hàng len loại thường nha mấy chị nha. Áo gió thì có hai màu xanh màu tím em ơi. Áo gió thì có hai màu xanh và màu tím nha. Màu tím đang mặc nè, màu tím đang mặc và màu xanh như thế này nha. Áo gió phát gió 3 lớp luôn, 200k hôm nay em đem ra em sale với giá 129k thôi, quá rẻ luôn. Ai thích áo gió thì chốt ngay áo gió cho em. Còn này là áo len nè, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Áo khoác len nè, áo khoác len thì sale đồng giá 220k luôn, sale đồng giá 220k luôn. Rồi chị yêu nào chốt hàng nhanh tay chốt hàng cho em nha, em sale quá rẻ luôn mấy chị, trừ thì tiếc lắm luôn nha. Em sale quá rẻ luôn mấy chị, chần chừ thì tiếc lắm luôn nha. Rồi ai chưa chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng đi, rồi em kết thúc live stream mấy chị ơi. Em chỉ sale duy nhất trong live stream ngày hôm nay thôi. Áo len em cũng sale mà áo khoác gió em cũng sale nha, em sale duy nhất trong cái live stream ngày hôm nay thôi. Đó, mẫu áo len này nó quá đẹp luôn mấy chị, không chốt hàng thì tiếc lắm luôn. 320 nhưng mà hôm nay em sale đồng giá 220 là quá rẻ luôn nha mấy chị nha. 320 nhưng hôm nay em sale đồng giá 220 thôi nha. Đó, em có màu đỏ đô, màu xanh, màu xám và màu đen nha. Màu đỏ đô, xanh, xám, đen này, dáng áo quá đẹp luôn. Dáng áo quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Đó, nhanh tay chốt hàng rồi em kết thúc live stream mấy chị ơi. Nhanh tay chốt hàng rồi em kết thúc live stream, mẫu này đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc luôn á. Đó, dáng áo quá đẹp luôn. Đó, trẻ mình mặc cũng được thì trung niên thì mặc vẫn ok nha mấy chị nha, không có bị trẻ nha mấy chị nha. Cái này là 320, hôm nay em sale đồng giá 220 mấy chị nha. 320 em sale đồng giá 220 này, mấy chị thấy xinh chưa? 320 em sale đồng giá 220 nha. Đó, cái tà phía sau rất là dễ thương, phía trước là lai bào nha, phía sau là lai vuông nha. Ở quay đằng sau mấy chị xem nè. Đó. Ship hòa bình là 30k nha em cửa. Đó, mấy chị thấy vậy đằng sau dễ thương chưa? Quay sau cho mấy chị xem nè, quay đằng trước cho mấy chị xem nè. Hai cái túi hai bên rất là dễ thương luôn. Hai cái túi hai bên rất dễ thương luôn. Áo len này bên em bán với giá 320 nhưng hôm nay còn vài cái em sale đồng giá 220 luôn. Em có màu đỏ đô như em đang mặc nè. Đó, màu xanh như thế này nè, màu xám và màu đen nữa nha, màu xám và màu đen nữa mấy chị nha. Đó, màu tím thì có áo khoác gió màu tím thôi nha mấy chị nha, không có màu tím. Đó, màu tím áo khoác gió thì mình mặc màu tím được chứ, kiểu áo như thế này mình mặc màu tím thì nó quê lắm nha mấy chị nha. Đó, nếu mà cỡ trung tuổi thì mình mặc đỏ đô như thế này rất là sang, hoặc là mình có thể chọn màu đen hay là màu xanh rêu, mà những cái màu cực kỳ sang luôn. Tại sao mấy con anh chị không chọn là chọn màu tím? Màu tím nó rất là quê luôn. Đó, áo khoác gió như thế này thì màu tím thì nó không quê, cái áo len mà màu tím là nó già chắc và nó quê lắm. Nếu mà trung tuổi thì chọn màu đen hay là màu xanh rêu hay màu đỏ đô gì cũng được mấy chị nha. Màu xám cũng được nè. 320 nha. Đầm len dệt, áo len dệt kim cao cấp nè. Đó mấy chị xem cách chất len giúp em nè.
Ai cái mua cái áo này bạn em về mà chắc lên 6 thì hoàn tiền cho mấy chị yêu luôn á. 320 hôm nay còn vài cái em sale lỗ với giá 220 luôn nha. Đó còn vài cái em sale cho mấy chị yêu với giá 220 luôn. Đó chị yêu nào chốt hàng nhanh tay chốt hàng rồi kết thúc livestream này, mẫu này quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Đó chị yêu nào chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng cho em rồi kết thúc livestream này. Đó sẽ tà quá đẹp luôn, quá xinh luôn nha mấy chị nha. Đó sale đồng giá 220 nha. Ai chốt hàng nhanh tay chốt hàng cho em nè. 320 em sale đồng giá 220 luôn. 320 em sale giống như đồng giá 220 nha. Đó không nhanh tay chốt hàng thì tiếc lắm luôn nè mấy chị ơi. Rồi em kết thúc livestream này mấy chị ơi, mấy chị nãy giờ chần chừ không chốt mẫu này thì rất là tiếc luôn. Đầm áo len này nó rất là đẹp luôn, rất chi là đẹp luôn, mấy chị không chốt thì tiếc lắm luôn á. Cái túi nó rất chi là dễ thương luôn. Ở rất chi là dễ thương luôn nè, mấy chị không chốt thì em kết thúc. Ở mấy chị ai không chốt nãy giờ mấy chị chần chừ không chốt nữa thì em kết thúc livestream hay mà ngày mai không còn hàng này nữa đâu nha mấy chị nha. Ở quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Rồi em kết thúc livestream nha mấy chị nha.